Mình vừa đi ra ngoài mua thêm chậu các bạn ạ, về để chế cái dàn Verbaki, cái dàn thứ ba. Để hai dàn trước thì trước đây mình đã làm rồi, mình quên đi quay lại cái video clip ấy. Nhiều bạn hỏi cách làm thì hôm trước mình đã làm phần 1 nói về việc chế cái dàn, chế cái khay dưới cùng ấy, là cái khay khó làm nhất, cái khay thoát nước ra ấy các bạn. Phải dùng dao sổ giấy cắt ở đây này. Đấy, thì mình đã có clip rồi, các bạn xem lại nhé. Hôm nay thì mình sẽ làm tiếp cái clip còn lại, mình nói về các cái ngăn phía trên ấy. Ngăn phía trên thì các bạn là tùy theo số lượng các bạn muốn làm cái dàn Verbaki bao nhiêu khay ấy, thì các bạn mua bấy nhiêu cái khay như này nhé. Mình vừa đi mua là 25.000 các bạn ạ. Hôm trước là bị chém 40.000 là mua gần nhà. Sau khi bạn mua về thì các bạn lật ngược lên nhé. Sau đó thì các bạn cái loại này thì mình lật ngược lên mình thấy nó khác các loại lần trước các bạn ạ. Nhìn nó chắc chắn hơn rất là nhiều. Nó có thêm một cái đường gân ở giữa này này, chắc là để, và cái lõm ở đây đấy chắc là để thêm, để lên ban công cho nó chắc chắn ấy. Nhưng mà với mục đích của mình là làm dàn Verbaki thì thành ra họ làm thêm cái gia cố thêm cái đường sống ở giữa này, thành ra lại khó làm hơn các bạn. Đây các bạn nhìn xem ở giữa nó có cái đường sống ở giữa rất là chắc chắn nhưng mà lại khó mình làm hơn. Thì bây giờ mình phải lé cái này ra, khoan thì mình lé cái này ra nhé. Đấy, thì các bạn dùng cái bút dạng là các bạn chấm ở đây, thực ra là kẻ các cái dòng, các cái đường ngang ở đây, sau đó thì các đường dọc, và sau đó thì các bạn giống như chơi cờ caro ấy, các bạn khoan lỗ vào nhé, khoan lỗ vào, mình khoan càng nhiều càng tốt ấy. Bây giờ mình bắt đầu khoan các bạn nhé, lấy chấm, lấy mốc là các bạn, mình sẽ bắt đầu khoan. Sau khi kẻ các cái đường dọc và ngang này, các bạn cứ thế mà khoan vào đấy các bạn nhé, không cần phải đều lắm đâu, khoan càng nhiều thì khoan nước nó càng nhanh thôi. Bây giờ mình bắt đầu khoan đấy. Khoan xong được cái khay, các cái khay trên các bạn, nó cái lỗ như này thôi, để nước thoát ra thôi. Cái gì mà có máy móc nó hỗ trợ làm thì làm rất nhanh các bạn. Chỉ có cái gì làm thủ công bằng tay, giống như hôm qua mình phải làm bằng cái con dao dọc giấy á, rồi thay dưới cùng mới lâu, làm xong chủ rút cả tay luôn các bạn, tê hết cả tay. Vậy nhá, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu các cái khay tiếp theo. Tại sao các khay theo làm tương tự các bạn nhé. Sau đó thì các bạn, khi các bạn làm xong thì các bạn chồng lên nhau. Có rất nhiều cách để chồng lên nhau, thì để một cái thanh ngang chắn ở đây, có thể các bạn lấy một cái khúc tre hoặc là một cái thanh gì đấy có cứng cứng là được. Như mình thì mình hay dùng bằng cái thanh như này, bằng chính bằng cái ống nhựa, tận dụng ống nhựa các bạn. Cắt đôi này ra nhé, cắt đôi của cái ống này ra này, để cái cưa đôi nó ra đặt lên, xong rồi đặt cái ống này lên, nó đặt cái khay lên thế thôi. Đấy, để lên xếp chồng như này. Thế cái tròn này nó sẽ bị, nếu mà cái thanh tròn này nó sẽ bị đông đưa đúng không? Bây giờ mình cắt đôi ra nhé. Đấy thì các bạn sẽ có mấy cái xếp chồng với nhau, sẽ có một cái dàn Verbaki đó. Đấy là cách làm của mình các bạn nhé, các bạn tham khảo. Chúc các bạn thành công các bạn nhé. Đây là mình đã cưa ra làm đôi được cái ống nước các bạn ạ. Cái ống đoạn tận dụng cái đầu lại ống nhựa thừa nhé. Thì các bạn dùng cái này cắt đôi ra và các bạn đặt lên đây. Đấy, thì nó sẽ không bao giờ bị trôi. Hai cái dàn Verbaki kia mình cũng làm thế này các bạn. Rồi cái đặt lên thôi. Đấy, xếp chồng lên nhau thì các bạn nhé, thích bao nhiêu tầng thì làm bấy nhiêu các cái khay như thế.